Hà Nội Nguyễn Minh Nguyên 24 tuổi, quê Thái Nguyên, thu mua 620 kg khẩu trang y tế đã qua sử dụng về cất giấu. Chiều 19 tháng 2, Công an huyện Sóc Sơn kiểm tra căn nhà của Nguyên ở xã Bắc Sơn đã phát hiện số khẩu trang trên. Tất cả đã qua sử dụng, đựng trong bao tải lớn. Số khẩu trang bị thu giữ. Ảnh, Công an Hà Nội. Nguyên khai đã thu mua số khẩu trang trên ở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc về cất giấu. Hiện cảnh sát chưa thông tin về mục đích thu gom và hướng xử lý. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, khẩu trang lên cơn sốt khi nhiều người tìm mua. Nhiều cá nhân, cửa hàng cũng bị xử phạt về các hành vi găm hàng, bán tăng giá và lừa bán khẩu trang. Let's Block Us. Oi.